Hi, xin chào tất cả mọi người, là mình Thân đây. Trong video hôm nay thì Thân Nguyên sẽ review cho các bạn cái đàn A04 mini cấp tầm. Đây, các bạn nhìn tổng quan cái cây này này. Đây là một cái đàn mini 3/4 dáng A các bạn nhá. Đây, top trước này, sau này. Mặt trước sẽ là top gỗ thông, gỗ thịt, full solid. Lưng hông là gỗ Hamogany các bạn nhá. Bên trên này là khóa đúc đen, khóa inox. Đấy, tem bảo hành bên mình chính hãng. Đấy, Thân Nguyên nhạc cụ. Đây là cái đàn mini các bạn nhìn này. Đây là một màu vàng truyền thống các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đánh thử âm thanh của cây này để các bạn cùng nghe nhá. Nhỏ nhưng mà tiếng rất dày và vang các bạn. Tuy nó nhỏ nhưng nó có rất là có vó. Đây, bây giờ mình thử đánh solo nhé. Cái đàn nhỏ này thì mình thích hợp đánh điểm hát hơn, hoặc là các bạn có bàn tay nhỏ cũng như là người nhỏ thì mình sẽ dùng nó hợp lý hơn. Với bản thân mình thì tay hơi to nên đánh như cây này nó nhiều khi nó bị vấp vào dây, nó sẽ hơi bị rè đấy, thì chứ không phải là do đàn rè các bạn nhé. Đấy, thì trong video đi hôm nay thì mình đánh qua để các bạn cũng biết cây mini này như đánh âm thanh như thế, cũng như là quay video chân thực nhất cho các bạn cảm nhận. Đấy, mình có đánh sai lối thì hôm nay mình cũng chỉ đánh video review cho nó các bạn thấy thôi, cho nên các bạn có gì thì các bạn bỏ qua cho. Mọi đóng góp và yêu cầu ý kiến thì các bạn cứ để bình luận bên dưới thì mình sẽ rút kinh nghiệm và sẽ bổ sung vào các video sau. Video này thì mình xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.